Thưa quý vị và các bạn, nhằm tổng kết công tác phối hợp liên ngành trong hoạt động tư pháp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, ngày 13 tháng 2, Công an huyện Đắk Song đã tổ chức hội nghị liên ngành các cơ quan tư pháp huyện. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Đức Lộc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo ba ngành Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và Cục Thi hành án Dân sự tỉnh. Trong năm 2022, dưới sự chỉ đạo của liên ngành cấp trên, Huyện ủy, Ủy ban dân huyện, liên ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án Dân sự huyện đã làm tốt công tác phối hợp, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật và các cơ quan tư pháp. Qua đó đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Hội nghị đã thảo luận chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác phối hợp liên ngành năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Lộc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ghi nhận đánh giá cao những kết quả các cơ quan liên ngành huyện đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời, để thực hiện tốt công tác phối hợp trong năm 2023, đồng chí đề nghị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chức năng theo quy chế phối hợp đã ban hành của các cơ quan ban ngành, chỉ đạo các cơ quan thực hiện nghiêm chỉ thị 26 ngày 9 tháng 1 2018 của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 04 ngày 9 tháng 12 2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc kịp thời đúng quy định của pháp luật, xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đảm bảo giải quyết các vụ án, vụ việc đúng quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo cho huyện ủy trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Hội nghị cũng đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Nhân dịp này, Ủy ban dân huyện đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác ngành tư pháp năm 2022.